Rồi hello, xin chào cả nhà, quay lại kênh cá coi Trần Đức Cường nha cả nhà. Và bây giờ mình tiếp tục cái series đi giao vật tư và quay hồ thi công cho cả nhà xem nữa ha. Đây là mình đang có mặt ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Và ở đây là một cái biệt thự rất là đẹp. Cả nhà tham khảo ha. Và nghe nói cái hồ này là hồ sửa chữa làm lại. Nên có gì để mình quay cho cả nhà rút kinh nghiệm ha. Rồi, cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Theo chân mình vô nhà ảnh khách hàng của mình nha. Rồi nha, ở đây là cái mặt tiền đường quốc lộ 1A luôn nha. Mà có cái mặt tiền rất là bự luôn. Nhà đi vô trong có cái biệt thự rất là to luôn. Đẹp không cả nhà? Thấy đẹp không? Làm cổng đồ nhôm đúc đồ bằng đồng đẹp quá ha. Nhôm đúc chứ sao kêu bằng đồng, màu đồng hả, mình gọi là nhôm đúc cả nhà. Ở trước bên nhà thì sẽ có một cái tượng Đức Mẹ ha, rất là to luôn. Ồ, cái nắp lọc bự gì hả? Ủa, cái này cái gì ta? À, cái này là cái nắp lọc cả nhà. Ồ, vậy là lúc đầu là cái này lúc đầu là cái đường đi ha anh. Lúc đầu là cái này là cái đường đi ha. Cái này là cái đường cầu đi ra sau này. Bây giờ bỏ luôn ha anh. Không, bây giờ em làm bánh để im nhưng mà em chế thành cái mấy cái nắp. À, bây giờ mình cắt ra lại hả? Không, để im luôn, em làm cái nắp riêng thôi. Cái nắp riêng để trên này luôn. Bây giờ mình gỡ này lên đúng không? Mình chế thằng này, mình cắt cây giữa ra. À, mình cắt cây giữa ra. Có hai cây 10 này nó gắn thôi. À, dạ. Người ta làm cái đường đi xe vô nhà. Bữa giờ mới mấy ngày mà phải không anh? Có 2 ngày. Ồ, khá giờ qua đó anh Long qua đó hả? Dạ, không, người ta làm. À, người ta tự làm hả? À, nó lọc chừng này hả? À, nghĩa là lúc đầu chủ nhà xây một cái hồ rất là to cả nhà, bự không? Hồ này lúc đó là mấy khối anh? 17 khối, chắc phải 11 khối á. 11 khối mà xây cái lọc một chút xíu à? Chơi bằng cái tấm đá đẹp quá ha. À, bơm chút xíu à hả? Gãy cổ luôn. Gãy cổ luôn hả? Gãy cổ để im nó lắm. Để im vậy lắp luôn hả? Ba em hút đâu có đường đâu, để à, thở. Cái nắp này bằng đá ha. Đây cái nhà đây là một cái hồ cũ nè. Hồ cũ rồi. Hồ cũ rồi anh làm lọc nhỏ quá đây cái nhà, lọc mà chị mắt anh xếp nó còn không để không ấy nữa, xếp về cho nó cái này UV cho ra ngoài á. À, UV thì lại để ngoài hồ luôn hả? UV để ngoài hồ luôn, nước phun quắt thôi nè. Cái chỗ này làm bằng cái tấm gạch men luôn ha, nhỏ quá, lọc này quá nhỏ so với cái hồ cái nha. Cái lọc này mới bằng có 1 ngăn người ta. Đúng rồi, cái lọc này nhỏ quá nhỏ. Rồi bên kia cá quá trời luôn anh. Đó, cái cá em nói. À. Coi giúp em cái nó sao. À, bây giờ nếu nó bị bệnh hay sao, nó có bị sao không? Nó đang bệnh rồi hả? Đi tư vấn cho chủ nhà người ta à. Đã rong đó để chờ mình làm hồ nữa. Bây giờ cái giày này là 11 khối, bây giờ anh tách ra làm còn bao nhiêu? 3 khối à. À, còn là 3 khối lọc. 3 khối lọc à? À, 3 khối lọc, còn lại là 8 khối hồ. Ủa sao em thấy nữa? Không, bây giờ chắc không còn đâu. Không còn đâu. Mình đôn cái đáy lên. À, mình đôn cái đáy lên nữa. Đó, hồi xưa nè cả nhà, hồi xưa làm hồ cá mà như hồ bơi á, xài cái gạch hồ bơi này cả nhà thấy không? Nên nó dơ lắm, xài cái gạch hồ bơi này nó dơ lắm. Hút đáy chút xíu rồi hả? À, anh làm cái hút đáy nhỏ xíu ống ba tư. À, 3 cái ống ba tư rồi hả? Rồi. Cái đó cắm vào đây rồi. À, cái khúc mặt cũng cắm chung vô hút đáy ấy luôn. Rồi giờ anh đi lại là hút đáy 90 hả? Dạ. Mấy ống anh? 3. À, bây giờ đi lại là 3 ống 90, 2 ống hút mặt anh? 3. 3 ống hút mặt 60. Ồ, cái thác này cũng đẹp ha, thác của thác cũng đẹp nè. 2 cái luồng 42. Luồng bây giờ anh đi 2 luồng 42 hả? Dạ, nó là trên cái dưới cái. À, trên cái dưới cái, bên kia cũng vậy hả? À, đi qua coi mấy em cá thử đi. Anh chỉ 4 ô hả? 4 ô. À, mấy cái thành này anh có tô không? Có tí lắm, tô. À, tô lại hết. Cái này giờ mình ô bơm. Bỏ đá Long Vũ hả? Ô bơm với sứ. Ô bơm thì mình bỏ sứ. Long Vũ ở đây. Long Vũ. Tới xi măng.
Bên này là ô lắng nữa nha. Làm to nhất, to to nhất cái cô bơm ở dạ. Này làm to nhất. Rồi cái thoát nước thì sao anh? Thoát. À mình bơm ra ống thải hả? Đó em có chữ đây này. À rồi rồi à, đi âm từ bên đó đi xuống đây luôn à, đi âm nó ra lỗ này à, đây rồi ra đây dạ rồi. Vậy là cái lọc này bây giờ làm lại thì nó gần bằng nửa cái hồ luôn, lọc này là bao phê luôn, nó dính dính cái tấm kia phải không à, tấm cái đường này đường đi phải không anh à, thì đúng rồi ổn dạ đúng rồi. Với lại làm nó hợp lắm, hợp lọc là hợp lý luôn. Cái đường đi cái cá nó chui lên không ạ? À dạ đúng rồi. Nó có thấy chỗ nào nó núp là núp phải không? Đâu có thấy cá đâu. À bên này. Nó ra tới đây, cái đường đi ra tới đây này. Dạ. Vậy là làm lại... Để cho nó cái diện tốc hồ nó to. Đúng rồi. Không mà anh thục vô cỡ 1 xúc là vậy là ok rồi đó. Là hợp lý luôn. Khoảng 13 phân. Cái này anh còn đổ một lớp nữa hả? Dạ. Em đổ cho nó... Bằng bằng đúng không? Em đổ ý là mình cho nó dốc vào cái này nè. À nó dốc về cái lỗ này. Để mà mình để cái bơm đây. Dạ dạ, để bơm hút phân ở đây. Hút phân. Dạ. Cái này em đổ cho nó dốc về mấy cái này để cho nó dồn về đó. À dạ. Hút cái ống lên cho nó dồn. Anh đi ống thùng ngang là 2, 4, 6 ống 90 đó nha. À, ngang 1 qua, ngang 1 qua 2 nằm trên, ngang 2 qua 3 nằm dưới. Đi rất chắc nha cả nhà. Để mình qua anh coi mấy em cá, cá anh nói bị sao. À, dạ. Nó cần ngơ rồi hả? Cá lâu chưa anh? Qua đây chết. Chết quá trời rồi hả? Ừ, nó chết rồi. À, đem lên trên đây thì nó chết tiếp. Đem trên đây mình thay đổi môi trường nước nữa. Là nó lạ nước nó chết. Múc cái này lên này. Vậy hả? Múc nước này lên cho thấy cái nước ô nhiễm quá. Cái này bây giờ anh nói với chị là thay nước hàng ngày. Ngày nào cũng thay, còn chừng còn đủ cái này. Nước này có một chút à? Nước. Ồ, nước máy hả? Ồ, trong kia còn cái hồ bơi nữa kìa. Xong bỏ cá vô hồ bơi luôn. Ồ bây giờ nó đỏ mình hết trơn rồi, cái này nếu mà không ấy kịp chết hết anh ơi. Đỏ mình hết. Dạ không, bây giờ nó đang đỏ nó yếu rồi, bây giờ mình tắm tím. Tắm tím là ví dụ những cái bệnh từ bên ngoài. Ví dụ anh thấy rận trề đồ tắm tím mình khử bên ngoài. Còn này bây giờ nó đang ở trong nó xuất ra rồi. Là mình xài kháng sinh thôi, là mình xài muối. Chứ còn mà mình tắm tím nó là nó đang yếu, nó chịu không nổi. Bây giờ chủ yếu là bây giờ chỉ thay nước mới, ví dụ mình nước máy cũng được anh. Nước máy thì bây giờ mình cho ở trên cao á, cho cái giọt trên cao nó rớt xuống mà rất ít thôi. Rồi cho một cái ống hệ thống, anh kêu làm một cái ống tự tràn. Nó thay nước, ví dụ từ anh bơm từ sáng tới chiều nó cũng xíu thôi. Đừng có phải là bơm ào ào vô, là nó không sao hết. Với lại bơm cao xuống là nó bốc hơi đớt, bớt đi cái clo đi. Với lại anh nhỏ cái lượng ít thôi nha. Có nghĩa là giống như trang là cái vòi ti vô, cái ống ti vô đó đưa xuống vậy đó. Là nó sẽ không sao. Chứ còn mình đổ một lượng lớn vô đó mấy. Chứ bây giờ cái này chỉ có thay nước thôi. Chứ nước mà để vậy là nó chịu không nổi đâu. Thay nước thường xuyên hả? Dạ không, hàng ngày luôn anh. Bây giờ nó đang bị này là bây giờ cứ thay nước hàng ngày xong rồi đánh muối liên tục luôn. Cứ ngày nào cũng đánh muối. Anh có đồ đo muối không? Anh duy trì nó là 4 phần ngàn tới 5 phần ngàn. Bữa nào em mua cả bên anh có bán không? Dạ có, bên em có đầy đủ hết. Bữa nào em bán thì em phải cái đo chứ. Dạ, có đồ đo muối duy trì nó để cho nó... Bây giờ cái này là oxy về thổi về ok rồi. Bây giờ chỉ cần thay thay. Dạ đúng rồi. Oxy phải thổi về nó mới ok rồi. Chứ không là nó đang yếu mà. Nó đang yếu nó dễ mất oxy lắm. Em còn đang kêu lấy cái cục nữa. Cái cục gì anh? Oxy á. À dạ. Này bây giờ phải thay nước. Cứ thay nước liên tục, thay nước hàng ngày cho nước nó trong ra. Tại lúc nó bệnh nó tiết ra nhiều nhớt lắm. Mà nhớt là nó làm lây cho mấy cái anh kia. Nên cuối cùng cả đám nó càng ngày càng bệnh hết luôn. Nó nên bây giờ cứ thay nước. Trước mắt là thay nước với đánh muối. Một khối thì mình cho bao nhiêu muối hả? Một khối thì 4 phần ngàn đó. Là một khối nước thì mình cho 4 kg. 4 kg à? Dạ đúng rồi, 4 kg. Là nó trị bệnh hả? Dạ đúng rồi, nó trị bệnh. Giống như Trang là mình bị bệnh đau họng rồi vậy đó. Mà cái môi trường muối nó trị bệnh được nhiều bệnh con cá lắm, quá trời bệnh luôn. Em đang tính là nói chuyện bơm cái bồn bơm hả? Mà sao ở đây có cái hồ để không vậy? À mới tắm hả? Chiều nó cũng tắm hả? À vậy mình bỏ không được. Còn không còn một cách nữa anh. Là mình kêu chỉ làm thêm một cái tăng. Anh lựa mấy cái con bệnh anh bỏ qua đó anh trị riêng. Là nó sẽ đỡ lây bệnh hơn. Con nào cứ bị nặng là bỏ qua đó. Là mấy cái con khỏe nó sẽ không sao hết. Còn mà để càng ngày càng ấy mà mình không xử lý kịp là nó cứ lây ra hết luôn á. Mấy con đi đỏ mình mấy con này nè.
Đây cả nhà, đây là mấy em cá coi việc nè. Lúc đầu nuôi bên này mà hệ thống lọc nhỏ quá rồi nó cứ bệnh riết á. Nó bệnh riết nên bây giờ anh làm chị khách hàng chỉ làm lại hết dàn lọc lại. Đó nên cả nhà rút kinh nghiệm mai mốt mình muốn làm hồ cá hay là nuôi cái giá gì cũng được nhưng mà cũng phải làm lọc nha cả nhà. Trước mắt là mình làm lọc để cho nước nó trong để cho mình thấy cá ở dưới nữa ha. Cái này là mai mốt chắc anh phải sơn lại. Ví dụ bây giờ cái nhà này, cái hồ này thì cái nhà thấy ha, hồ là 11 khối, bây giờ cắt ra là khoảng chừng 3 khối mấy 4 khối rồi để làm lọc, còn lại bên này làm hồ đi lại là 3 ống hút đáy 90, 2 ống hút mặt 60, vẹo lắng số 1 chứa chổi, ô số 2 chứa xi mát, ô số 3 chứa đá long vũ, ô số 4 là chứa máy bơm ra luồng và xứ thanh. Thì UV thì để ở ô số 1 này nha cái nhà. UV thì có tác dụng là làm trong nước nè, diệt khuẩn nè, diệt tảo nè, rồi nó làm cho nó nước nó trong lên rất là nhiều luôn á. Đó, nên cả nhà phải nên dùng UV. Tại bữa nay mình có nhận được câu hỏi là sao hồ nước xanh quá do không để UV mà cứ xài men vi sinh cả nhà. Thì thật ra men vi sinh nó cũng giúp cho nước trong không có cần UV, nhưng một điều là mình phải chăm thường xuyên hơn, mà mình xài men vi sinh nhiều quá là nó tốn tiền lắm đó nha, nó tốn tiền hơn là cái tiền điện của cái UV. Còn cái vách tường này sao anh xử lý, giờ xử lý sao? Chắc em để vậy cho nó lên rong rêu thôi. À. Chứ bây giờ sơn không được, sơn tóc hết hả? Okay. Bây giờ mà máy mà đánh cái sơn hai cái. À sơn cái sơn cái sơn cái tường này giữ cái đấy thôi. Này bây giờ cứ để lên thôi. Còn máy xử lý ngâm chắc có tuần là được rồi ha. Giờ anh ngâm phèn chua thì nó lắng đáy á. Em tính cứ nhập em ngâm phèn chua với lại chuối. Dạ. Để cho người ta rớt người ta coi luôn. Dạ. Đây hút mặt để đây, hút mặt để ở ngay. À cái đường đi là phía bên này ha. Đường đi là phía bên này rồi. Thì cứ hút mặt. Ngay đây mình với ra mình vệ sinh vẫn được. À với ra đây vệ sinh vẫn được ha. Dạ 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 đúng rồi. Mình thấy. Dạ. Ừ. Anh phải cứ bị đau mắt không chứ. Tao tưởng nó là con bị cái gì vậy? À, ủa cái này mình xả vô trong cái bồn cây luôn hả anh? Không thì em cứ để đây, nếu như mà ấy thì bắt cái ống. À bắt ống đi. Xả vô bồn cây không chịu nổi. À tại vì nước nó mặn á. Chịu nước nổi. Dạ, dạ nước nó mặn á sợ chết cây. Cho chị bắt cái ống dài đó kia. À dạ dạ. Dạ. Cái ống này là cái ống tràm, rồi khi nào mưa nó tràm. À à. Đâu hồi chưa chị mới đổ muối vô. À đây chị. À chị chịu khó chị hồi nãy chịu khó chị thay nước. Bây giờ cái nước máy thì bây giờ chị nhà mà có cái lu á thì mình để cái lu trước cho nó bốc hơi clo trong nước máy đi, xong rồi mình đổ vô đây, mà chị ngày nào chị cũng phải thay ít nhất 50% nước. Còn bây giờ còn không máy nữa, chị muốn trị bệnh dễ hơn những cái em cá bệnh á, chị kiếm mượn thêm một cái bạc nữa, chị làm một cái lu những cái bạc nhỏ nhỏ nữa, cái chị bắt những cái con bị bệnh ra riêng luôn, chứ không mà nó cứ lây dần, tại lúc mà nó bệnh á là nó tiết ra một số chất nhớt rồi. À, những cái chất bệnh rồi nó lây ra là trên da nó tóc ra vảy đồ này nọ, là mấy cái con khác nó cứ đớp vô cái nó bệnh luôn, nên nó lây thêm càng ngày nó lây càng nhiều ra. Hay hôm bữa giờ là nó ngưng chết cỡ tháng rồi. À dạ. Đó là xong rồi chị mới lôi nó lên kia, thế là hồi sáng giờ nó chết hết hai con. Dạ. Thì bây giờ em thấy tình hình là bây giờ nó đang đổ mình lên rất là nhiều, nên phải chị phải thay cái nước đi. Cái nước này nó đang tiết ra rất là nhiều chất thải, chất độc ở trong đó, chị cứ thay nước đi. Rồi chị đánh muối vô 4kg trên một khối. Mà cái hồ đó... Dạ đúng rồi. Ví dụ chị duy trì bằng cái bút, có cái bút đo muối nữa. Thì chị đo là biết chính xác nhất. Còn bây giờ cái này không có thì bây giờ chị cứ... Lúc hồi sáng chị đánh bao nhiêu ký rồi thì bây giờ chị ước lượng làm sao mà trong đó bao nhiêu nước thì 4kg trên một khối là ok. Là để cứ ngày qua ngày mai đúng không? Chị thay nữa 50% nước thì chị đánh lại là 2kg. Là chị đánh khoảng chừng cỡ 5 ngày là ok. Dạ đúng rồi, ngày nào mình cũng phải thay nước như vậy rồi mình đánh muối lại hết. Cũng thay nước hết hả? Dạ đúng rồi, thay đến khi nào mà nó hết bệnh luôn. Rồi, à. Nhưng mà tuyệt đối là không cho ăn nha chị. Trong thời gian thay nước với lại đánh muối đó là tuyệt đối, nó dụ nó chị thấy cá đang bệnh là chị tuyệt đối không cho ăn. Chị cho ăn là nó nổi, chị ăn là nó chết liền, ăn chết liền. Dạ. À, rồi cái nhà hôm nay mình có dịp lên mình quay cho cái nhà xem một cái hồ sửa chữa nha. Cái bút thử
có gì anh hỏi để lát của bên em tư vấn của em báo cho anh biết. Dạ. Này có cái hồ. Chị tính lấy cái thước đo clo ở làm sao? Dạ thì cái độ pH á. À thì cái đó là pH là riêng. Còn cái muối thì mình lúc quá trình trị bệnh nó lại cần cái đo đó. Tại cái lúc bút mà bút đo muối là nó đo được pH luôn. Dạ, nó bằng điện tử nó. Ủa cái khúc đó anh chưa xây xong hay là có cái lỗ gì chỗ đó vậy anh? Đem cái nắp ra đây đó. À, nó có một cái đà hả? Ủa vậy là nước có chạy vô không? Không, nước không tới đây. À, nước không tới hả? Dạ. Trước người ta còn làm 4 cái chân chụp xuống đây nữa hả? À, có 4 cái chân để chống cái cầu phải không? Em là bây giờ cái cá đó là bây giờ mình phải xử lý hả? Xử lý sao? Đó rồi cả nhà có gì rút kinh nghiệm ha, mai mốt mình có xây hồ gì đó thì mình làm cái lọc nó bự bự hơn để mai mốt mình tránh cái trường hợp là sửa chữa rồi mình phải vớt cá lên đồ cũng rất là tốn thời gian và dễ bị bệnh cả nhà ha. Rồi cả nhà cứ tham khảo, từ hồi nãy giờ mình có chia sẻ về cái hồ này thì giờ tách ra làm vậy rồi hàng ống đi vậy ha. Rồi cái nhà gần Tết rồi nên mình cũng cố gắng mình chạy đi thật nhiều để quay những cái công trình gần làm cho xong để ăn Tết á. Nên có nhiều video về hồ sẽ đang xây dựng và vật tư lắm. Đó nên cả nhà theo dõi mình, ủng hộ mình thì nhấn đăng ký kênh để cho mình có nhiều động lực mình chạy đi giao hơn ha. Chạy đi quay cho cả nhà xem những cái hồ để có gì mình rút kinh nghiệm ra được một cái phần nào đó ha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau. Bye bye. Thank you.